ngày 22 tháng 2 năm 2013 nhằm ngày 13 tháng Giêng âm lịch tại phường Tân Thới Hòa, quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh, chúng tôi có dịp dự đám giỗ đặc biệt của 38 chiến sĩ biệt động hy sinh đợt 1 trong cuộc tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân năm 1968. Sau nhiều năm tìm kiếm, tập hợp, các đồng đội cũ của đơn vị biệt động vùng 3, phân khu 2, cánh Tây Nam đã xác định được nơi hy sinh của 38 chiến sĩ. Từ đó, hàng năm, các đồng đội cũ và chính quyền địa phương đã tổ chức ngày giỗ này. Ba mươi tám chiến sĩ đã chiến đấu dũng cảm và hy sinh trong trận đánh không cân sức, trong đó có 4 chiến sĩ là người Hoa. Và đến hôm nay, những đồng đội vẫn còn trăn trở vì chưa tìm được thân nhân của những chiến sĩ đó. Năm nay, bà Lại Thị Kim Túy, một đồng đội cũ, và bà Phạm Thị Riếm, vợ liệt sĩ Nguyễn Văn Nhân, lần đầu tiên về dự đám giỗ, biết được nơi chồng mình đã hy sinh và gặp được các đồng đội của chồng. Cho tới ngày 13 thì là lực lượng tụi nó phản công trở lại. Phản công thì lực lượng mình quá nhỏ. Mình lúc đó tại đây á có 3 coi như là 45 đồng chí đó. Hy sinh tại chỗ 38 đó. Thì như vậy là hy sinh tại chỗ. Đánh từ sáng, từ khoảng 7 giờ sáng là bắt đầu nó phản công rồi đó. Đánh cho tới nghĩa là 12, khoảng 12 giờ trưa, 11, 12 giờ trưa thấy mình không còn lực nữa, vừa không còn lực và vừa không còn đạn nữa. Khi mà tập hợp ra lại để nghĩa là quyết định là phá đường máu ra thì là tất cả các chiến sĩ của mình đều hô to một khẩu hiệu: quyết tử để tổ quốc quyết sinh. Cách đây 45 năm, cuộc tấn công Mậu Thân thì cánh Hoa Giận là một cái lực lượng võ trang nhằm hỗ trợ cho chính trị. Từ đó như thế là phân bổ các lực lượng ở khắp nơi, chúng tôi không nắm được hết vì trong gia đình có những con nằm xuống, mà do hoàn cảnh hiện nay nó điều kiện khách quan, có nơi là ly tán xuất ngoại, từ đó như thế là chúng tôi không tập hợp được. Đó là một cái trăn trở mà chúng tôi là của hổ thẹn đối với anh em nằm xuống. Chứ từ nào giờ nói chết vậy chứ cũng đâu có biết cái chỗ, đâu có biết nơi. Thành ra ngày nay là mới biết, cái lần đầu tiên là tính là chắc chồng mình mới hy sinh thôi. Chứ sự thật ra tôi cũng nói thiệt, ngày qua nghe cái tin đó cũng xúc động nôn nao dữ lắm. Đâu có nghĩ rằng chồng mình đi mà chết, tính đi là về chứ đâu có đi chết cái này. Thành ra báo rồi cái tin đó thì cũng không biết làm sao nói, mà giờ này mới nghe được cái tin này thì tôi cũng kể như chồng tôi mới hy sinh đâu qua nay thôi, chứ không có nghĩ là chết lâu nữa. Bốn mươi lăm năm qua, cuộc tổng tiến công và nổi dậy Mậu Thân năm 1968 tại Sài Gòn vẫn còn in đậm tính bi hùng trong mỗi con người, mỗi góc phố và trong lòng của các chiến sĩ biệt động Sài Gòn.